Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi kênh Nghệ An TV, kênh chính thức của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên nền tảng YouTube. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau đây. Mới đây, Chủ tịch Cơ quan Lập pháp Crimea Vladimir Konstantinov nói với hãng tin RIA Novosti rằng giới chức chính quyền bán đảo Crimea có kế hoạch xung công quỹ toàn bộ tài sản của giới tài phiệt Ukraine, bao gồm cả một căn hộ của Tổng thống Volodymyr Zelensky. Ông Konstantinov nói, công việc này đang được tiến hành, chúng tôi đang xử lý mọi thứ một cách cẩn thận và đang tiến tới mục tiêu thanh lọc Crimea ra khỏi đối thủ và sẽ không để lại bất cứ thứ gì thuộc sở hữu của họ trên đất của chúng tôi. Theo ông, cơ quan lập pháp mới được bầu của Crimea sẽ tiếp tục làm việc để xác định tài sản của các nhà tài phiệt Ukraine và những cái tên đối đầu với Nga. Ông Konstantinov nhấn mạnh, các hoạt động của chúng tôi được người dân Crimea ủng hộ, bao gồm cả việc xác định tài sản của các nhà tài phiệt Ukraine. Về mặt đạo đức, công việc này phải được hoàn thành và chúng tôi sẽ làm điều đó. Kể từ mùa thu năm 2022, cơ quan lập pháp Crimea đã thông qua một loạt các quyết định về việc quốc hữu hóa tài sản của một số chính trị gia và nhà tài phiệt Ukraine có liên quan đến Kiev và có các hành động chống lại Nga. Ủy ban chống khủng bố đang tham gia vào công việc xác định tài sản này. Người đứng đầu Crimea, ông Sergei Aksionov, tuyên bố toàn bộ số tiền từ việc bán tài sản sẽ được chuyển đến cho những người tham gia vào hoạt động quân sự. Danh sách tài sản được quốc hữu hóa và sau đó được bán đấu giá bao gồm hàng trăm tài sản của các chính trị gia và doanh nhân Ukraine. Trong số đó có cả một căn hộ của vợ chồng Tổng thống Zelensky ở làng Livadia cùng các cơ sở nghỉ dưỡng, cơ sở bán lẻ và thương mại. Bán đảo Crimea đã sáp nhập Nga hồi năm 2014 sau một cuộc trưng cầu dân ý, nhưng Ukraine không công nhận và vẫn coi đây là lãnh thổ của mình. Kể từ khi xung đột bùng phát cuối tháng 2 năm 2022, lãnh đạo Ukraine luôn khẳng định phải đẩy lùi hoàn toàn lực lượng Nga khỏi lãnh thổ trước khi bắt đầu đàm phán hòa bình. Phương Tây vẫn ủng hộ mục tiêu lâu dài của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky là giành lại lãnh thổ. Tuy nhiên, một số nhà ngoại giao châu Âu cho rằng Kiev cần chuẩn bị kế hoạch B với những mục tiêu và chiến lược thực tế hơn. Điều đó có thể giúp các quan chức phương Tây thuyết phục cử tri trong nước về duy trì cung cấp vũ khí và viện trợ khác cho Ukraine. Giữa lúc Nga tiếp tục đạt nhiều bước tiến trên chiến trường và sự mệt mỏi trong nền tảng ủng hộ Ukraine đang ngày càng hiện rõ, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và người đồng cấp Anh David Lammy tuần trước tới Ukraine được cho là nhằm thảo luận về cách định nghĩa chiến thắng tốt nhất cho Ukraine và những khoản viện trợ để Kiev đạt được điều đó. Một số quan chức cấp cao khác của Mỹ và châu Âu cũng đến Kiev trong vài tuần gần đây. Các cuộc đối thoại cho thấy căng thẳng từ lâu giữa Kiev và phương Tây xoay quanh muốn đẩy lùi lực lượng Nga khỏi Ukraine và thực tế chiến trường. Quan chức cấp cao châu Âu tiết lộ Ukraine đã được thông báo rằng kịch bản chiến thắng hoàn toàn sẽ đòi hỏi phương Tây viện trợ hàng trăm tỷ đô la Mỹ, điều mà cả Washington và châu Âu đều không làm được. Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng John Kirby khẳng định chuyến công du của Ngoại trưởng Blinken đến Kiev không nhằm buộc Ukraine ngồi vào bàn đàm phán. Ông nói, đàm phán chấm dứt xung đột sẽ là kết quả khả thi nhất, nhưng thời gian và điều kiện để tiến hành điều này đều phụ thuộc vào Tổng thống Zelensky. Nga và Ukraine tuyên bố sẵn sàng ngừng bắn hoặc đàm phán hòa bình, nhưng chưa có dấu hiệu nào cho thấy nỗ lực thúc đẩy điều này do những khác biệt trong yêu cầu của hai bên. Quan chức phương Tây chỉ trích Nga không thể hiện thiện chí đàm phán, nhận định Moscow tin rằng họ có thể giành thêm lợi thế quân sự cần thiết để đánh bại Ukraine. Phương Tây tin rằng tiếp tục hỗ trợ cho Ukraine là điều rất quan trọng. Tổng thống Zelensky dự kiến có chuyến thăm quan trọng tới Mỹ trong tháng này nhằm trình bày kế hoạch chiến thắng. Ông Zelensky muốn gặp Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump, hai ứng viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ và Cộng Hòa, để thuyết phục họ ủng hộ kế hoạch. Tuy nhiên, chưa rõ các cuộc gặp có thể diễn ra hay không. Quan chức ngoại giao phương Tây nhận xét cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 sẽ rất quan trọng, có thể định đoạt mức độ hỗ trợ của Washington đối với Kiev trong tương lai. Ít người tin rằng phương Tây sẽ duy trì mức độ hỗ trợ hiện tại cho Kiev trong những năm tới. Đề xuất hòa bình mới của ông Zelensky là dấu hiệu mới nhất cho thấy lãnh đạo Ukraine đang điều chỉnh lập trường về xung đột. Nhiều quan chức Ukraine, Nga và phương Tây tiết lộ hồi giữa năm nay, Kiev đã cân nhắc đàm phán với Moscow về hạn chế tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của nhau. Các cuộc thăm dò gần đây cho thấy số người Ukraine sẵn sàng chấp nhận đàm phán hòa bình đang tăng, trong khi hơn 50% vẫn ủng hộ chiến đấu để giành lại toàn bộ lãnh thổ. Nhà phân tích chính trị
Oleksiy Kubzun chỉ ra rằng chấm dứt giao tranh khi Nga đang kiểm soát nhiều vùng lãnh thổ Ukraine sẽ là rủi ro lớn với ông Zelensky. Phó giám đốc tại Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh Quốc gia Anh, RUSI, Jonathan Ezan cho rằng trao đổi riêng với Ukraine về những thách thức và xác định phương án giành chiến thắng trong tầm tay là điều cần thiết. Ông nói, tuy nhiên, phải cẩn trọng để không biến những cuộc thảo luận này bị hiểu lầm thành gây sức ép cho Ukraine. Một số đồng minh thân cận nhất với Ukraine như Ngoại trưởng Litva Gabrielius Lenbergi cảnh báo rằng quyết tâm của phương Tây nhằm giúp Kiev giành lại lãnh thổ đang suy giảm. Ông cũng lặp lại lời kêu gọi của Tổng thống Zelensky và tăng tốc viện trợ và nới lỏng rào cản về sử dụng vũ khí tầm xa. Thời điểm hiện tại được xem là nhạy cảm với Ukraine khi mùa đông sắp đến và lực lượng Nga đang liên tục tiến quân trên mặt trận miền Đông. Nhà nghiên cứu tại Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế và từng là cố vấn hàng đầu trong Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Eric Green cho hay, Nga đã tập kích lưới điện Ukraine từ đầu năm, làm tăng nguy cơ người dân phải rời bỏ nhà cửa vì không có nguồn năng lượng để sưởi ấm trong mùa đông. Chiến dịch tấn công bất ngờ của Ukraine vào tỉnh biên giới quốc của Nga được ca ngợi là đòn giáng vào Điện Kremlin. Nhưng nhiều người ở phương Tây lo ngại hoạt động này sẽ làm cạn kiệt khả năng phòng thủ của Kiev về lâu dài. Quan chức Ukraine kỳ vọng cuộc tấn công quốc sẽ buộc Nga rút quân từ mặt trận Donbass, gồm tỉnh Donetsk và Lugansk để đối phó. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy Kiev không đạt được mục tiêu và Moscow đang tiếp tục đẩy mạnh tiến công ở chiến trường miền Đông. Ông Green nói, cuộc tấn công hữu ích với Ukraine bởi nó cho thấy họ vẫn có thể chiến đấu và gây bất ngờ. Tuy nhiên, chuyên gia này thêm rằng, một số quan chức phương Tây đang lo ngại đó chỉ là niềm vui nhất thời và sẽ khiến Ukraine phải hối tiếc trong 6 đến 8 tuần tới. Phó Chủ tịch phụ trách về nghiên cứu tại Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế, Andrew Weiss nói rằng, các đối tác của Ukraine đang lo lắng nước này hụt hơi trước những cuộc tấn công của Nga, nhưng khẳng định các cường quốc phương Tây sẽ không gây sức ép buộc Ukraine nhượng bộ. Ông nói, chiến dịch quốc là lời nhắc nhở rằng Ukraine vẫn có thể hành động táo bạo và gây bất ngờ cho cả đối tác phương Tây. Cuộc tranh cãi suốt 6 tháng ở Quốc hội Mỹ nhằm thông qua gói viện trợ 60 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine đã khiến quan hệ giữa ông Zelensky và chính quyền Tổng thống Biden trở nên căng thẳng. Đức tháng trước cũng cắt giảm đáng kể ngân sách viện trợ cho Ukraine trong năm 2025. Dù Thủ tướng Olaf Scholz dành phần lớn thời gian trong năm qua để kêu gọi châu Âu tăng viện trợ quân sự cho Kiev. Trong tuần trước, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Anh John Healey nói với Quốc hội rằng Nga đang duy trì mật độ hỏa lực gấp 3 lần Ukraine. Moscow cũng đang tăng số lượng người nhập ngũ và dự kiến tuyển thêm 400.000 tân binh trong năm nay. Chuyên gia của Đại học Quốc gia Taras Shevchenko ở Ukraine, Iho Reiterovic khẳng định Tổng thống Zelensky đang thay đổi lập trường về xung đột. Vài tháng gần đây, ông Zelensky đã ngừng đề cập tới biên giới năm 1991, phần lãnh thổ bao gồm bán đảo Crimea mà Nga sáp nhập 10 năm trước, như điều kiện tiên quyết cho đàm phán hòa bình. Dù vậy, ông Zelensky cũng không nói về ranh giới mới, khiến người dân Ukraine mơ hồ. Reiterovic cho rằng chính phủ Ukraine nên đối thoại cởi mở với người dân về tương lai đất nước mà họ có thể chấp thuận. Điều này sẽ cho phép mở rộng tầm nhìn về cuộc xung đột. Nhiều chuyên gia khác cũng tin rằng nên tiến hành khảo sát dư luận để chính phủ Ukraine có thể đưa ra lựa chọn cho tương lai, chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh hòa bình lần 2 theo tầm nhìn mới. Nhà phân tích của DW Lilia Heuska nói, các cuộc khảo sát cũng sẽ cung cấp cho chính phủ những lập luận mạnh mẽ về cách đàm phán cho kế hoạch hòa bình. Thời gian qua, Estonia và Phần Lan đã tăng cường hợp tác trong lĩnh vực phòng thủ hàng hải. Tư lệnh lực lượng phòng vệ Estonia Andrus Merilo cho biết, hai quốc gia đang có ý định xây dựng một kế hoạch nhằm ngăn chặn sự di chuyển của hạm đội Nga ở biển Baltic. Ông Merilo cho biết, việc đóng cửa vịnh Phần Lan về mặt chiến lược phụ thuộc vào tình hình an ninh. Nếu có nguy hiểm xảy ra và cần thiết, chúng tôi sẵn sàng hành động để bảo vệ mình. Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO hiện đang kiểm soát hoàn toàn vịnh Phần Lan. Ông Merilo lưu ý, điều này sẽ cho phép các nước thành viên hạn chế và thậm chí cấm các hoạt động của Nga ở biển Baltic. Tổng tham mưu trưởng lực lượng phòng vệ Cộng hòa Baltic, Thiếu tướng Vahu Karus cho biết, khối quân sự này đã chỉ thị cho Estonia bắt đầu chuẩn bị cho một cuộc xung đột quân sự tiềm tàng với Nga. Học thuyết quân sự của Estonia đã có những thay đổi đáng kể gần đây. Ông Karus nói thêm, trong trường hợp xảy ra xung đột với Nga, Estonia có thể trông cậy vào sự tham gia ngay lập tức của tất cả các lực lượng đồng minh NATO trong cuộc xung đột. Phần Lan cũng bắt đầu tiến hành chuẩn bị cho một cuộc xung đột quân sự tiềm tàng với Nga. Theo Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb,
Phần Lan đã sẵn sàng triệu tập ngay lập tức 280.000 người để phục vụ trong quân đội. Nhà lãnh đạo Phần Lan cho biết, nếu chiến tranh nổ ra, chúng tôi có thể triệu tập 280.000 người ngay lập tức. Ông đồng thời tuyên bố rằng lực lượng vũ trang của nước này được coi là một trong những lực lượng mạnh nhất trong liên minh. Trong bối cảnh NATO tăng cường hiện diện quân sự gần Nga, một căn cứ quân sự mới đã được mở ở miền nam Estonia, nơi giáp danh với lãnh thổ Nga. Căn cứ được đặt tên là Rido, bao gồm 14 tòa nhà tạo thành một khu phức hợp gần thành phố Voro. Tổng sức chứa của căn cứ mới là vào khoảng 1.000 người. Rido sẽ trở thành điểm họp chung để NATO chuẩn bị thực hiện các kế hoạch phòng thủ.